Các bạn, hôm nay Tiếng Trung chấm VN sẽ quay trở lại cùng các bạn với cái chuyên đề là các mẫu so sánh trong tiếng Trung. Trong tiếng Trung thì các bạn có các cách so sánh là so sánh hơn, so sánh kém, so sánh ngang bằng và so sánh ở mức độ cao nhất. Thứ nhất là về so sánh hơn thì mẫu của nó sẽ là A bỉ B. Ta ví dụ luôn, phê chi bỉ chi chưa khoản, phê chi là máy bay, bỉ chi chưa so với xe hơi, khoản là nhanh. Phi chi bỉ chi chưa khoản, tức là máy bay thì nhanh hơn ô tô. Ví dụ số 2, tha bỉ tì đi cao, tha bỉ tì đi cao, tức là anh ta cao hơn cậu em trai. Tha là anh ta, bỉ là so với, tì đi là cậu em trai, cao là cao. Tha bỉ tì đi cao, anh ta cao hơn anh em trai. Câu số 3, chúng ta để đưa ra một ví dụ, đó là chi thiên bỉ chúa thiên rửa, chi thiên là hôm nay, bỉ là so với, chúa thiên ngày hôm qua, rửa nóng. Chi thiên bỉ chúa thiên rửa, hôm nay nóng hơn so với ngày hôm qua. Bố bỉ tha trung mình, tôi bỉ so với tha anh ta, trung mình thông minh, tôi thông minh hơn anh ta. Chúng ta sẽ nói là úa bỉ tha trung mình, đó là một trường hợp so sánh hơn. Còn mà cấu trúc số 2 tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là y thiên bỉ y thiên, ngày càng. Ví dụ thiên chi y thiên bỉ y thiên lộng, thiên chi thời tiết, y thiên bỉ y thiên ngày càng lộng lạnh hơn. Thiên chi y thiên bỉ y thiên lộng, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Ví dụ số 2, ta xuế xí đề chấn chi y chữ y bỉ y chữ hào, ta xuế xí đề chấn chi, tức là cái thành tích học tập của anh ta, ý chữ bị ý chữ hảo, ý chữ bị diễn hết lần này qua lần khác, tức các lần sau tiến bộ hơn, hảo, tốt hơn. Chúng ta có thể dịch là thành tích của anh ta ngày càng tốt hơn. Câu đó sẽ là gì? Tha xuế xí đề chấn chi ý chữ bị ý chữ hảo. Chúng ta đi tiếp. Mẫu số 3 cũng nói về ngày càng hàng ngày, thì các bạn có thể dùng là yue bị lái yue. Ta ví dụ, của quốc tế kinh tế 越来越发展, của quốc tế kinh tế, kinh tế của đất nước chúng tôi 越来越发展, ngày càng ngày phát triển. Đó là cái mẫu gọi là 越来越, cũng là ngày càng. Chúng ta sẽ tiến hành sang phần số 2, đó là so sánh kém, tức là A không bằng B. Thì cái mẫu so sánh kém với người Trung Quốc người ta sử dụng là A mấy yếu B cộng với tính từ. Ví dụ, tha mấy yếu của chưa bằng cao, cô ấy không có cao bằng tôi. Tha mấy yếu của chưa bằng cao, cô ấy không cao bằng tôi. Mẫu kế tiếp, ví dụ, của mấy yếu tha là một xoài, của mấy yếu tha là một xoài, của là gì? Tôi, mấy yếu tha không có được của anh ta, là một xoài, đẹp trai như vậy, tôi không đẹp trai bằng anh ta. Thì sẽ nói gì? Bạn sẽ nói sao? Của mấy yếu tha là một xoài. Đó. Thì còn một cái mẫu so sánh kém khác nữa con có thể sử dụng, đó là A bù rù B. Ta ví dụ, chưa có phan tiền bù rù na cỡ, chưa có phan tiền cái nhà hàng này, cái khách sạn này, bù rù na cỡ phan tiền không bằng cái nhà khách sạn sư, nhà khách sạn kia. Ví dụ còn là chưa có phan tiền bù rù na cỡ hảo, cái nhà hàng này thì nó không tốt với nhà hàng kia. Hoặc là của bù rù tha xuế đỡ hảo, của bù rù tha, tôi không bằng anh ta, xuế đỡ hảo, học tốt, tôi không học tốt bằng anh ta, của bù rù tha xuế đỡ hảo. Bây giờ chúng ta sang một cái mẫu gọi là so sánh ở mức độ ngang bằng. So sánh ngang bằng thì các bạn dùng là A cân B ý ạ, xong cộng với một tính từ gì đó. Ta ví dụ luôn, đưa vào ví dụ, Xiao Hoàng cân Xiao Trang ý ạ ta. Xiao Hoàng tiểu vương cân so với Xiao Trang tiểu trương ý ạ ta, to lớn bằng nhau. Chúng ta có thể đảm bảo mẫu này ta làm sao? Xiao Hóa cân Xiao Trang ý ăn ta. Chúng ta sang một mẫu số 2. Tha cân ủa ý ăn chỉ hoa thiên yên nhuệ. Tha cân ủa, cô ta giống tôi, chỉ hoa thiên yên nhuệ. Chỉ hoa là thích, thiên là nghe, yên nhuệ là âm nhạc. Tha cân ủa ý ăn chỉ hoa thiên yên nhuệ. Tôi đưa sang các bạn một cái mẫu số 3, đó là Tha khác lý sổ đỡ cân Trung Quốc人差不多,
Tha Kha Nhủy, tiếng Hán của anh ấy, Sơ Tớ nói đến mức cân trung của đấn so với người Trung Quốc chắc bù tuột, tức là sẵn sàng gần như, tức là cái khả năng nói tiếng Hán của anh ta như là hệt như người Trung Quốc. Thì chúng ta nói sao, các bạn nói sao? Tha Kha Nhủy, Sơ Tớ cân trung của đấn chắc bù tuột. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ tư, đó là các bạn thể hiện so sánh ở mức độ cao nhất. So sánh ở mức độ cao nhất thì chủ ngữ cộng trệ cộng tính từ, trệ có nghĩa là nhất. Các bạn ví dụ, của trệ xoại, tôi đẹp trai nhất. Tha trệ chư mình, anh ta lắm tiền nhất. Của bà bà trệ tua chế, bố tôi lắm tiền nhất, đúng không? Tha trệ chư mình là anh ta thông minh nhất. Của bà trệ tua chế, tức là bố tôi nhiều tiền nhất. Của bà bà trệ theo đẹp, mẹ tớ là xinh nhất, ví dụ thế. Trên đây thì Chu.vn vừa chuyển đến các bạn các cái cách so sánh ở trong tiếng Trung. Thứ nhất, so sánh kém, so sánh ngang bằng, so sánh hơn, và cuối cùng là so sánh ở độ cao nhất. Thì các bạn sẽ cố gắng đặt thật nhiều các mẫu câu ở trong mỗi mẫu so sánh này, sau đó thì các bạn gửi vào trong lớp học tiếng Trung online của tiếng Chu.vn, và tôi sẽ có trách nhiệm là sửa các cái cấu trúc đó và chấm điểm cho các bạn. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.